Chào 500 anh em YouTubers. Video ngày hôm nay dành cho những bạn làm content đã đủ điều kiện 4.000 giờ xem và 1.000 sub mà chưa được bật kiếm tiền, hoặc là các kênh bị reset kiếm tiền đã thay đổi lại nội dung phù hợp với quy định của YouTube mà vẫn chưa được bật kiếm tiền. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh Việt YouTubers, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của YouTubers, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Video ngày hôm nay sẽ không bàn về các vấn đề kỹ thuật làm sao để bật chế độ kiếm tiền giống như các bước 1, 2, 3, 4 khi bạn vào trong Creator Studio để thực hiện. Những cái đấy các bạn có thể hoàn toàn tìm thấy rất dễ dàng ở trên YouTube. Video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái nguyên tắc cơ bản nhất để làm sao content của bạn được, kênh của bạn được bật kiếm tiền, được YouTube chấp thuận là kênh có nội dung tốt và để được bật kiếm tiền. Tất cả những yêu cầu của YouTube đối với chất lượng của content có thể nói ngắn gọn trong 3 chữ là nội dung gốc. Tại sao YouTube lại quan trọng nội dung gốc? Tại vì từ năm 2018 trở lại nay thì YouTube đã có một cái sự thay đổi hoàn toàn ở trong chính sách của mình. Cái số lượng nội dung ở trên YouTube hiện nay đã gọi là vượt qua mức cần thiết, cho nên là người ta không cần có nhiều content nữa, mà bây giờ người ta sẽ tập trung vào chất lượng của content. Như vậy, YouTube xem như thế nào được xem là nội dung gốc? Thứ nhất là nội dung chưa từng xuất hiện ở trên YouTube hay là chưa từng xuất hiện ở trên các nền tảng khác. Thì chúng ta đã chứng kiến đợt quét kiếm tiền dữ dội, tắt kiếm tiền dữ dội ở hồi cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Đó là quét nội dung lặp lại. Tất cả các kênh mà re-up rồi nội dung đăng tải trên nhiều kênh ở trên YouTube đều bị quét tắt kiếm tiền. Vấn đề thứ hai để đảm bảo nội dung là nội dung gốc là chúng ta có thể chứng kiến ở trong đợt quét kiếm tiền lớn trong tháng 4 vừa qua, đó là quét về nội dung sử dụng lại. Cái nội dung sử dụng lại này không có liên quan nhiều đến vấn đề vi phạm bản quyền, mà các bạn có thể thấy là sử dụng lại tức là cái cách mình sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của người khác làm sao cho nó hợp lý. Hiện nay để đảm bảo chính sách quảng cáo, chính sách kiếm tiền của YouTube thì mình không thể đơn thuần sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của người khác đăng lên là có thể kiếm được tiền, mà YouTube muốn rằng nhà sáng tạo phải đóng góp thêm phần giá trị của nhà sáng tạo phải là phần lớn nội dung của video. Còn nếu phần lớn nội dung kênh của bạn đều là sử dụng sở hữu trí tuệ của người khác thì YouTube cũng không cho phép bạn kiếm tiền nữa. Chính vì vậy mà một trong những cách để YouTube dễ dàng xác minh, mình dễ dàng chứng minh với YouTube nhất để là mình góp thêm nhiều phần giá trị vào trong video của mình là bằng sự xuất hiện của nhà sáng tạo ở trên khung hình. Xuất hiện thì có hai cách để xuất hiện. Cách thứ nhất là xuất hiện bằng hình ảnh. Bạn đưa hình ảnh của mình ở lên trên video của mình. Tốt nhất là hình ảnh của mình phải lớn hơn hình ảnh của bên thứ ba đang sử dụng, đúng không? Những cái phần hình ảnh, những cái tư liệu mà bạn sử dụng của người khác nên cho nhỏ lại ở một góc của màn hình. Còn cách xuất hiện thứ hai của nhà sáng tạo là có thể đưa thêm bình luận của mình bằng tiếng nói của mình, tiếng nói của người thật nhé. Các bạn đừng bóp tiếng thành tiếng của máy, là càng tình hình càng xấu đi hơn. Và vấn đề thứ ba, mà vấn đề quan trọng nhất, mà cũng chính là lý do để mình phải làm cái video này, là hiện nay ở Việt Nam các bạn làm content, các bạn sau khi bị reset kiếm tiền và đã sửa lại content phù hợp với YouTube thì trong thời gian các bạn chờ đợi để được bật kiếm tiền, các bạn có hiện tượng, mình thấy có một hiện tượng là các bạn ngừng sản xuất content, sợ thứ nhất là không biết kênh của mình có được bật kiếm tiền hay không, cái nội dung này có đúng hay không. Cái sợ thứ hai của các bạn là
mình hết tư liệu để sản xuất những cái video đấy đối với mình là quý giá, mình đăng lên mình cần phải có doanh thu đưa về. Chứ còn nếu mà tôi đăng lên mà không có gì thì tại sao tôi phải đăng? Tôi ngồi chờ cho YouTube bật kiếm tiền cho tôi đã rồi tôi mới đăng. Thì cái này nó rất là có hại. Tại vì sao? Tại vì nội dung ok thì người ta sẽ bật kiếm tiền ngay, nhưng mà có những nội dung mà người ta không chắc chắn rằng đấy là nội dung gốc do một nhà sáng tạo, một nhóm nhà sáng tạo ra, thì người ta sẽ để yên và người ta theo dõi là cái nhóm người đấy, cái kênh đấy có đủ khả năng tiếp tục sản xuất content hay không, hay là những cái video này đạt được 4.000 giờ xem, 1.000 sub này là do người đó lấy ở một nguồn nào đó. Mình nói ví dụ chẳng hạn, bạn quen một người làm chuyên làm quay video đám cưới đi, xong rồi bạn xin được một số tư liệu của người đó, khoảng 10 video, 20 video chẳng hạn, đăng lên đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Nhưng mà như thế là hết. Sau khi bạn bật được kiếm tiền thì bạn bắt đầu tự đi quay, bạn quay những cái nội dung khác kém hấp dẫn hơn. Thì YouTube không muốn điều đó. Cho nên đối với những cái content mà khó xác định là nội dung gốc thì người ta để chờ để xem là mình có đăng thêm được content mới hay không, mình có sáng tạo ra được thêm, có đủ sức để sáng tạo ra được content mới hay không. Một vấn đề thứ hai nữa ở trong việc tiếp tục sản xuất không nên ngừng lại ấy, là cái hàng chờ xếp hàng để được duyệt kiếm tiền ở trên YouTube hiện nay rất là dài. Mà để đảm bảo giải quyết nhanh nhất ấy, thì YouTube thường là xem xét là theo thứ tự từ kênh lớn đến kênh nhỏ, kênh nhiều view đến kênh ít view. Vì vậy mà cái việc mình sản xuất thêm content, lấy thêm được sub, lấy thêm được view sẽ là một tín hiệu tốt để cái kênh của bạn được xếp hàng trước để được duyệt kiếm tiền. À quên mất còn một điều nữa. Đợt vừa rồi các bạn thấy YouTube ra soát, xác minh lại danh tính Google AdSense, cũng là trong cái nỗ lực mà kiểm tra về nội dung gốc, kiểm tra về danh tính của nhà sáng tạo ở trên kênh YouTube. Về vấn đề Google AdSense này, hiện nay ở Việt Nam mình thấy các bạn cũng đang rất là rối loạn, thì mình cũng trấn an với các bạn rằng là Google AdSense sẽ, thứ nhất là mỗi nhà sáng tạo ở trên YouTube hay là ở trên toàn bộ hệ sinh thái của Google, blogger rồi quảng cáo display ad này nọ, thì các bạn chỉ được một AdSense duy nhất. Đấy là nơi mà Google siết chặt tất cả mọi thứ vào một chỗ, mỗi người, mỗi một chứng minh nhân dân chỉ được một AdSense duy nhất. Lý do các bạn hay bị trùng ga rồi các bạn bị từ chối khi xác minh danh tính chính là việc mà các bạn có cùng một người mà có nhiều AdSense. Một điều mà các bạn cũng lo lắng nữa là nếu mà trước đây các bạn hay có hiện tượng mà cùng một AdSense nối vào nhiều kênh thì bị tắt kiếm tiền. Một khi một kênh bị tắt kiếm tiền, một kênh vi phạm thì các kênh kia cũng chết theo và AdSense cũng lăn ra chết. Thì mình cũng trấn an các bạn rằng là nếu bây giờ mà các bạn làm sạch sẽ, nếu chỉ làm content ấy, không có vi phạm, gọi là vi phạm nghiêm trọng các cái chính sách của Google ấy, thì việc một AdSense mà nối vào nhiều kênh không có vấn đề gì cả. Google rất hiểu rằng một nhà sáng tạo có thể có nhiều tài năng khác nhau, làm nhiều chủ đề khác nhau, không vấn đề gì hết. Chỉ trong trường hợp mà ví dụ các bạn bot view, cheat view, view ảo đấy, hoặc là sub ảo, sub chéo, rồi re-up, rồi các loại hacking thì mới vi phạm chính sách, vi phạm nghiêm trọng chính sách của Google, thì lúc đó AdSense mới lăn ra chết và các kênh khác liên đới cũng lăn ra chết theo. Một điều nữa là nếu các bạn không chắc chắn rằng cái nội dung của mình sản xuất có phù hợp, đã hoàn toàn phù hợp với quy định về quảng cáo của YouTube hay chưa, thì các bạn cứ mạnh dạn inbox cho mình, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau và sẽ cùng tìm hiểu xem nó content của bạn được chỗ nào, chưa được chỗ nào. Đừng quên tinh thần của Việt YouTubers, tự hào sáng tạo.